Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ vì muốn nhanh hơn một phút, nhiều người khi tham gia giao thông đã bất chấp sự nguy hiểm của bản thân và những người khác điều khiển xe vào đường ngược chiều. Tình trạng này đang diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường gây mất trật tự an toàn giao thông. Để phản ánh tình trạng này, chúng tôi mời quý vị cùng đến với câu chuyện truyền thanh Một lần cho tẩn của tác giả Trúc Hà qua phần tham gia thể hiện của các diễn viên Tường Duy, Giai Công, phạm phong dài tới thanh thúy dài hiền kim liên dài bà ba má của hiền quốc sĩ đọc lời dẫn biên tập và dàn dựng chương trình quỳnh thanh tuấn bà ba đang ngồi đằng trước sân làm cỏ ngước lên thấy hiền dắt xe đi ra bà liền ngừng tay dò hỏi định đi đâu nữa vậy đừng có nói kiếm chuyện đi gặp thằng đó nữa nha. má này con đi gom hội chứ có đi gặp ai đâu ừ má nói rồi á liệu mà tính không có công kiết gì cả thằng đó không có cửa vô nhà mình đâu đó má này má cứ nói hoài à nhưng con không biết làm sao mà má ghét người ta dữ vậy nữa cái thằng đó lúc trước á thấy thì được được sau này á càng khó ưa à thấy không có tương lai rồi đó bớt gặp đi cho nó khỏi hy vọng má cứ khó khăn vậy á coi chừng á con gái của má ế tới già luôn đâu có ai thèm rước có ý làm mắm á Cũng không tới lượt thằng đó nghe Không biết là ảnh gây tội gì với má nữa Ảnh hen Nghe ngọt ngào quá hen Nói rồi đó nghe Đừng có ra ý má à Con biết rồi Con đi được chưa Đi đi rồi lẹ về Đừng có cà kê dê ngỏng với nó Là khỏi ra đường luôn đó Mệt má ghê á Tự nhiên khó tánh quá Riết ai cũng ngán Mẹ ăn nói với má mày vậy hả Thiệt con với cái Tới đang nằm giỏng sau giường công chạy xe máy qua vừa xuống xe mặt buồn thiêu ra ngồi kế tới chuyện gì vậy nhìn cái mặt của mày hết muốn ăn thịt chuột luôn á em đang buồn muốn chết anh tới còn ghẹo em hoài em hiền của mày có chuyện gì nữa phải không mày thì chỉ liên quan tới em hiền mới trưng cái mặt đưa đám vậy thôi không phải em hiền lạ nghe, không phải em hiền chứ ai làm gì mà cái mặt mày như khỉ ăn ớt vậy má em hiền á cái trời đất ơi cái, <laughs> cái này còn quá cha người ta nữa thì đó má em ấy bích đường tới lui em rầu quá anh tới ơi anh tới giúp em đi anh tới chứ vậy hoài chắc em chết quá anh tới ơi ủa tao tính đâu mày mạnh mẽ lắm mới có một vậy đã đầu sống chết má em hiền cấm cản không cho hai đứa gặp nhau chết chưa sống gì nổi nữa anh thôi đi ba đàn ông con trai mà mở miệng ra là đồ chết nghe mắt mệt kính mít kính cửa luôn sống gì nổi anh trời ơi vậy mày gặp tao tao sụ cho nó cắn luôn chứ không có đóng cửa gì hết sao anh ác quá vậy ác vậy cho vừa mày chưa hết gì than thở nghe thấy ớn em không có than thở nữa anh giúp em đi má em hiền căng dữ lắm em không biết chuyện gì á mà tình hình căng thẳng vậy nữa lúc trước cũng nhẹ nhàng với em lắm mà Vậy là mày đã gây ra chuyện gì tài trời rồi Em thì dám gây chuyện gì Đối với má vợ tương lai á Em hết sức kính trọng mà Biết đâu mày gây ra chuyện cho người khác Má vợ mày biết Nên ba đổi thái độ với mày rồi sao Em khẳng định á là không có làm gì hết Em đâu có đắc tổ với ai đâu Mệt mày quá Chuyện đó để làm sao đi Chuyện trước mắt là đi lấy lòng nè Lấy lòng hả Lấy lòng ai vậy anh tới Cái thằng này thì lấy lòng má vợ mày chứ lấy lòng ai trời Làm vậy coi chừng bị quét ra đường luôn đó anh Tao lại mày công ơi Lên xe Tao chở ra chợ Trên đường đi Tao chỉ cho Ừ ờ, Vậy ra chợ đúng không Ừ Người ra ngoài đó Lựa món đồ ưng ý gửi tặng cho nhạc mẫu mày Mưa dầm thấm đất Phải đi từng bước vậy đó Vậy đi liền Lên xe đi anh Xong chưa Em chạy nha Xong Chạy đi Trên đường đi, Công và Tới bàn nhau mua món quà ý nghĩa để má của Hiền giữ ý. Mãi lo nói chuyện, hai người đã chạy qua khu trung tâm mua sắm. Ê, thắng lại, thắng lại Ông chạy hút khu trung tâm thương mại luôn rồi Chết cha, lo nói chuyện Chạy hết con đường này luôn đi Rồi mới có chỗ vòng lại Trời, vòng hết con đường này xa lắm Để em chạy ngược lại là được chứ gì Bậy bậy Mày chạy ngược lại là là, là ngược chiều á Định chết hả mày <laughs> Nghe anh nói là biết anh không có biết chạy ngược chiều bao giờ rồi Chạy chút có ảnh hưởng gì đâu mà chết dưới sắn ăn dữ mày, em chạy hoài hả? Có bị gì đâu? Ngồi yên đi, em chạy lại cho anh coi, nhắm được không đó? Yên tâm yên tâm, em có nghề mà. Trong quán cà phê, Hiền ngồi chăm chú nghe tới kể chuyện, sau đó cô đưa mắt liếc nhìn công, thì anh tính đâu cũng như mỗi lần cho tiện cho nhanh nên chạy ngược chiều ai có ngờ đâu à anh hay quá hen cho nhanh cho tiện giờ sao sướng rồi đó hết hai triệu chứ sướng gì trời trời ơi ai kêu anh kha gì định giấu em luôn hả gì không có phải để từ từ anh mới nói cho anh hay anh giỏi chuyến này má không những cấm mà còn bắt em lấy chồng luôn cho anh coi nè cái gì em ơi em đừng có nghe lời má em biết là anh stop stop tốt stop, stop, stop lại hen quá wow, trời rồi còn tao ở đây muốn cái gì để tao ra ngoài rồi tự thể hiện anh tới đợi em chút đừng có bỏ về nha anh trời đó, coi cái thằng này mày đi nói chuyện với người yêu dắt tao theo làm chi làm như tao là con nít không bằng đem theo tao để che mắt thiên hạ hả bậy bạ anh quên vụ kia rồi hả chứ trời mày tùm lum vụ tao biết đâu vụ nào trời ơi đợi về nhà Muốn ăn gì á tôi cuốn cho ông cố đội Ông hại tôi không à Ủa bộ có chuyện gì anh giấu em nữa hả Đâu có Anh có giấu em chuyện gì đâu Chuyện gì á anh cũng nói với em rồi đó Tôi không có tin đâu Anh thề á anh mà nói láo Thôi khỏi thôi khỏi thề đi cho nhẹ mày ơi Cái anh này thọ không không hả à. Quên em chưa nói cho anh biết á Em tìm ra nguyên nhân Má cấm em gặp anh rồi đó Hả lý do là sao vậy em là là do má thấy anh chạy ngược chiều chứ gì chạy sai luật còn ngên ngang nên má không có thiện cảm với anh nữa đó trời ơi không lẽ chỉ có chuyện đó thôi mà bác phải rồi mày ơi mày chạy cái kiểu đó gặp tao tao còn ghét nữa đó cái anh này bữa nay phá tôi hoài vậy cha giận chút thôi làm gì căng vậy nhưng má của em hiền đã thấy mày vi phạm luật nên ác cảm như mày là đúng rồi đó nghe nếu biết nguyên nhân á anh sẽ ráng sửa không làm má thất vọng đâu anh sửa hả? Chuyến này chạy ngược chiều bị phạt luôn đó. Còn nói đường nào cho má thông cảm với anh đây? Anh, anh, lần này xui quá à. Sao quả tạ chiếu mày luôn chứ xui gì? Nhưng em yên tâm, anh sẽ ráng sửa đổi, sẽ không làm bác thất vọng đâu. Tính chuyện gì lớn lao á, chuyện đó nhỏ thôi mà. Miễn là em không thay đổi, thì chuyện gì á, anh cũng làm được hết. Không biết, anh làm sao thì làm. Đừng có để mọi chuyện không cứu giãn được nữa. Anh sẽ có cách Sẽ làm cho bác chấp nhận anh Anh giúp em được không anh tới Gì vậy cha Vì kêu tôi vô dính chồng nữa Thì anh nói hứa giúp em mà thì, Trước thì còn đường giúp Vụ này giúp đường nào mày Anh nói gì vậy Chuyện đó nói thì nói Không nên thì thôi chứ Mà tao thấy cái chuyện này là nên nó, nó nói á Hai anh có gì á Thì nói thẳng ra đi Xù xì to nhỏ gì nữa Bộ anh định giấu giếm em chuyện gì nữa hay sao anh có chuyện gì giấu giếm em đâu Tại anh tới chọc ghẹo vậy đó mà Thôi Giờ tao đi về trước Hai đứa ở lại đây nói chuyện đi Chứ anh mày làm bóng đèn Thấy ngại quá Anh về rồi thì em làm sao Để em chút đi Anh Công Có chuyện gì Anh nói cho em nghe với coi Trời ơi trời ơi Lạnh sống lưng hết trơn rồi mày ơi Mày nói lẹ đi Tao thấy ớn quá Trước sau gì cũng không có giấu được đâu có nhanh đi ông nội anh nói không nói 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 à, thật ra ngoài bị phạt tiền anh còn bị tước bằng lái xe hai tháng có nghĩa có nghĩa là anh không chạy xe được trong vòng hai tháng tới đó anh à, anh trời ơi thiệt quá lắm rồi á anh không có ý định giấu chỉ sợ em biết em giận thêm thôi cái này anh ngừng nói đi mày em về từ nay anh đừng liên lạc với em nữa em Em Hiền, Hiền, Hiền ơi Trời ơi Em Hiền bỏ đi luôn rồi kìa Tại anh không đó Ai kêu anh nói ra làm chi vậy không biết nữa Trời ơi Thôi nha mày Cây kim trong bọc lâu ngày cũng có ngày lồi ra thôi à Giống gì được Để từ từ em lựa lời em nói Thì đâu có sao đâu Sai thì nhận Cho đáng thương mày ơi Anh thiệt Lầm anh luôn á Tưởng anh làm quân sư cho tôi Ai mà gờ Anh chuyên gia phá hoại không hả à? Thằng này Vô mày chạy ẩu Tự tin cho cú vô Giờ là anh hậu quả còn đổ thừa nữa hen Có gì đâu Chạy ngược chiều thôi mà Ừ Có gì đâu Chạy ngược chiều thôi mà Bởi vậy Nên xa cơ thất thế vậy nè Trời ơi Còn chọc tức nữa Tức chết với anh luôn á Thôi Bớt tức Lên xe về đi Rồi ăn năn hối hận cho thật là sâu sắc Sau đó anh trở qua nhận lỗi với nhạc mẫu Ông bà mình nói Thương cho rồi cho giọt Bà nhạc thương em Năm nay khó khăn với em Chứ ghét bỏ thì bà đâu có chú ý em làm gì Đúng không Con người mà biết nhận lỗi Thì mọi chuyện sẽ êm xuôi thôi à Phải không đó Cũng do anh nói hay không à Thật tâm hối hận không ai trách cứ đâu Cứ tin anh đi Chưa bao giờ anh mày sai hết á Thiệt đó nghe Thiệt Giờ lên xe được chơi cha nội Làm nhảm hoài Nhớ giúp em đó nghe Được rồi cha ơi Ngồi yên cho tôi chạy nè nhớ giúp em đó trời là trời mày tin không tao cho mày đi bộ bây giờ á dạ tin được chưa quý vị và các bạn thân mến quý vị và các bạn vừa nghe câu chuyện truyền thanh một lần cho tẩn của tác giả trúc hà đến đây chương trình câu chuyện truyền thanh của đài phát thanh vĩnh long xin tạm dừng quỳnh thanh tuấn và những người thực hiện hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai cũng vào giờ này thân ái chào tạm biệt